ba chữ luôn rồi. Ta thành chữ đầu chữ con rồi. Đây. Mẹ đã phát thằng cua. Đây. Ông đéo phải. Ông đéo gì? Mẹ ông bật ra. Vài người vào thôi, vào hết luôn ạ. Nào, tôi đi. Đó. Tập trưởng nó ra ra. Mẹ cái này thì dễ đòn quá à. Mẹ vẽ anh Độ thì đơn giản. Độ đơn giản quá. Ôi trời ơi. Cái này nó mới chuẩn này, đấy, anh tôi nó phải phải như này các ơi. Rùi này này. Rùi này là hơi mè. Hay con tắt ô tô này chứ. Sơn màu này. Rồi. Đẹp vãi lìn các ơi. Mà thời gian bị hơi nhiều nhở, 2 phút thôi là đẹp rồi. Ôi trời ơi. Wow, ai đây? Mẹ vì họa sĩ tài ba luôn. Ông này là kiểu nhìn vào rồi đúng cái vòng tròn ông khoét vào ạ. Tốt rồi mẹ, sao đéo thì mẹ em đánh như cục đậu vậy. Chứ hạt đậu ấy nhở. Mẹ đây là tôi đánh giá là lười. 4 điểm. Mẹ có thể toàn mấy ông chồng. Trời ơi bố lại đéo khác gì luôn à. Bố lại lười đéo chịu được à. Mẹ đúng một vòng tròn à. Tôi là cái mặt nhìn còn hồn một tí. Ừ. Mẹ cho 2 điểm. Ông mặt trời à? Thịt cái này à? Mãi à lửa. Mẹ à, ủa, mẹ thì mình cho điểm cao nhất mẹ luôn à. Rồi. Mẹ à, xuất sắc. Giống ấy có đéo nữa không? Ôi ơi. Ấy da. Mà nhìn trông nó cũng có hồn đấy. Được ai. Mà hồn là có hồn như này là ừ. Tích lệ 5 điểm đi. 5 điểm này hơi cao. Lốt ruồi lệch, lốt ruồi lệch là 2 điểm thôi. Lốt ruồi đấy mẹ em dưới môi ạ. Lệch lốt ruồi lệch rồi. Lốt ruồi lệch. Mẹ gà men cho 9 điểm kìa. What? Mẹ con gà. Gà. Sao đấy kìa. Nít mẹ. Ừ nít mà mẹ. Hơi giống Sonic tí thật. Chết cười thôi. Đi đây. Mẹ con nhím à. Con nhím à. Chán đéo chịu được ạ. Thế mẹ nốt ruồi của người ta ở trên chỗ má này.
Quan cho xuống dưới cằm ạ. Tốt điểm. Ngay đây. Chán quá luôn gì. Cứ mẹ gì. Toàn họa sĩ ạ. Đi đây. Hỏi. Con mẹ. Đây đéo phải nốt ruồi nữa các bạn. Đây là vết vết mất tràn. Mẹ to ấy thì làm đéo có nốt ruồi là to như này. Mẹ tề nhưng mà vẫn ra hình được. Thôi hai điểm khuyến khích. Một cười ấy lịt. Uầy. Mẹ tề đéo nào. Thề mình vẽ đẹp như thế. Mẹ mà còn đéo được lên hả? Nào lại cái khác đi. Đoán hình nhá. Từ thay sang cái đoán hình nhá các ông nhá. Đoán hình được cái đéo nào nhỉ? Vậy à. Đoán hình. Đây là đoán từ này. Đây là đoán từ này, không phải vẽ này. Đây này. Tìm, bây giờ tìm bộ từ tôi là xong này. Vài côn trùng xem nào. Thử cái này nhá, thử cái này nhá. Đây hai này. Đây. Cái này đây. Đéo là gì? Mẹ một mũi phân à. Ui con mũi nào đầu to thế ta. Trời ơi em ơi. Cái mỏ của cái con mũi sao nó lại như cái ống hút vậy. Mày trường à. Là từ đầu là có từ con này. Mẹ cần đúng à? Em chơi tắt stream nhá. Bật stream này là đấy mà bật stream thôi. Mình này thử thách mà tài phán đoán của mình các bạn ạ. Tắt stream đi. Z nhìn từ đấy là tôi biết con Z rồi. 4 chữ đầu và 3 chữ cuối à. Vẽ đây. Vẽ đây. Vẽ đây bạn ơi. Đúng gì ta? Đúng gì ta? Ôi trời ơi.
mà vẫn êm ạ, thế đéo tin được bướm đêm ạ. Cái đấy nhờ. Chắc chắn ba từ đầu là chữ con rồi. Đâu đấy? Bảo đoán đúng đầu tiên luôn à, ừ, được chưa? Từ dễ nhỉ? Ai đây? Phải đến thằng Long ạ. Chữ đầu chữ con rồi. Ươm theo đúng. Hay mà. Trời. Dễ. Tôi nghĩ là bướm rồi nhưng mà từ ba từ đầu à, nếu hình con như này thì con sâu thôi. Chim rồi. Mẹ nhập vào đây nói chuyện bị trừ con mẹ một tim ạ. À, vãi cả bìu. Ôi giời. Dạ. Vãi cả bìu. Ảo tao đây đi vào tưởng lạc đà cơ không ạ? Đi vào su đo. Ừ, mẹ này được. Ai vẽ đấy? Đây. Hai từ ba chữ luôn rồi. Sao thành chữ đầu chữ con rồi. Đây. Mẹ đã phát cua. Đây. Ông đéo phải. Ông đéo gì? Mẹ ông bật ra. Anh cái bìu tề chịu. Chịu sao?
là ong mật ta. Bảo tôi khi ong mập ạ. Mãi cả lìn ạ. Một từ đéo gì này. Con để đâu ấy. Mẹ con quần chiếu. Mẹ rồi đéo nữa. Kìa. Mẹ em còn quần chiếu ấy. Mẹ tôi cứ quần chiếu mà. Quần chiếu nhỉ? Đâu đấy? Ui dồi ôi. Mẹ con đéo đấy. Rồi, đoán gần đúng rồi. Chắc phải à? Không phải con ve thì chắc chắn là con dế thôi các ông ạ. Ve dế là từ có hai chữ. Mà mẹ con ve đéo là làm đéo là con dâu thế nhỉ? Con chi béo luôn ạ. À. Bạn tôi ghi con lợn lắm, thể giống con lợn lắm các bạn ạ. Bạn tôi để sẵn luôn. Tuyển thuyền chơi mà sạch chín như thế này kêu đá chát.
Tôi có đá đâu. Con. Chắc chắn chữ con rồi. Đâu rồi đấy? Con này hơi dễ nhở. Nó vẫn đoán được. Thì giỏi thật đấy. Kiểu mẹ con kiến đéo lắm. Nhìn thề nhìn như kiểu cái con này nhìn không giống con kiến lắm. Đây, hai từ đầu là cái gì? Còn khi nhầm mà nó vẫn khi đoán đúng kìa. Bọ cánh cam mà phải cà bìu. Hết chưa ta? Hết rồi ạ. Mẹ mình tốt bao nhiêu ta? Đôi, đôi, bốn. Mẹ tốt 8 ạ. Đôi, bốn, sáu, bờ, ở 8. Ừ, được rồi, được rồi. Hay hay đấy. Test thế thôi mọi người ơi. Mai chơi nhá, mai chơi nhá, mai chơi nhá, mai chơi nhá, mai chơi nhá. Được đấy, được đấy. Gọi được đấy. Giải trí được mọi người ơi. Quá được luôn.